Đây, con chuột đầu tiên của mình đây các bạn. Mình cũng có tra tấn và đập nó nhiều lần rồi nhưng mà nó chưa chết các bạn. Thì nhìn nó cái phím này các bạn, cái phím ok nè, nó lúc ăn lúc không nha các bạn. Thì mình mới chuyển qua mua con chuột này nữa bạn. Chuột này nè. Đó. Và đây là con chuột của mình đây các bạn. Đây là con chuột của mình. Nói chung là mình đã đập con chuột về chết quay rồi nha các bạn, tan xác luôn rồi. Đây là những gì còn sót lại nè. Các bạn thấy không? Nói chung là trong lúc nóng giận các bạn ơi, mất kiềm chế lại. Nói chung là trong lúc nóng giận thì mình không không thể nào mà kiềm chế được các bạn. Quá nóng đi. Game nó lag các bạn. Không biết tại game lag hay là do con chuột. Mình cứ nhấn nó không ăn, lúc ăn lúc không nên mình rất là tức. Mình đập nó nha các bạn. Mình đập cho nó ba phát thì nó chết luôn. Nó thành ra như thế này rồi các bạn. Rồi mình cũng tốn mấy trăm ca các bạn ơi, mấy trăm ca chuột game minh chứ không phải là chuột cua bắp đâu các bạn. Đây là những cái món đồ mình đập nó nè cho các bạn xem. Đây cái nắp, đây là cái khung, khung để đậy ra nè các bạn. Đây làm cho cái mình nhìn thử thử nó còn lên đèn nha các bạn. Vẫn còn ngon lành nha các bạn. Này gắn làm led RGB chơi rồi cũng được, treo tường nào chơi cũng được các bạn. Nhưng mà thôi mình cũng không treo làm gì các bạn, có thể sửa lại bấm được á, nhưng mà thôi nóng giận thì biết sao các bạn. Đây là led của nó nè, led RGB nha các bạn. Để mình ghép lại ra được nha. Này. Không biết ghép đâu luôn các bạn. Chắc ghép là không được đâu các bạn ơi, tại vì nó dằn hết mấy cái chi tiết rồi. Mấy cái chi tiết rồi bạn. Con chuột này so với con chuột này thì cái phím bấm nó không bằng nha các bạn, không có kêu cắt 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 thôi. Còn cái bấm này nó lỏng lẻo lắm, cái nút bấm của con chuột Z156 này nó lỏng lẻo lắm các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho nó vào hộp các bạn, vứt nó đi chứ để lại làm gì các bạn. Cái này mình mua ở Thế Giới Di Động nha các bạn, cách đây mới vài tháng thôi. Bấm nó lại cho nó vào đây đó. Như nguyên bản nha các bạn.
Bắn lại các bạn. Các bạn đợi mình quấn nó lại, các bạn đợi mình xíu nha. Đây, sau khi mình vắn nó xong các bạn thì sẽ để ra luôn. Đây, một em chuột đã ra đi các bạn ơi, mình rất là tiếc nhưng mà trong lúc mình nóng giận thì mình không kiềm chế được nha các bạn, nên mình đã đập nó chết chết tươi luôn các bạn ơi, rất là tiếc luôn, rất là tiếc luôn các bạn. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Chỉ muốn viên với các bạn nào mà có chơi game á, thì nên kiềm chế lại, đừng có giống như mình nha các bạn. Thì đây là con chuột thứ năm hay gì rồi mình đập đó các bạn. Rất là nhiều chuột mình đã đập, và cũng như là điện thoại, cũng vì game thôi các bạn, nói chung cũng vì game thôi. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.